Infinity Hoya family. Cơm bồ tắm xong, xức serum nhị qua ngậy tay lên, xong rồi xịt dầu thơm Infinity của Hoya family lên. Mát quá trời mát. Hey, hôm nay Ngọc dẫn mẹ đi phỏng vấn xin hồ sơ đi Mỹ. Hello. Chào cả nhà mình nha. Đây, trên tay mình có tập hồ sơ rồi cả nhà. Hôm nay á, là mình sẽ đi lên chỗ lãnh sự quán của Đức mà nằm tại ở Florida. Hôm nay mình sẽ xin visa để mình đi đi du lịch. À, từ nhà Ngọc lên đây cả tiếng đồng hồ á, phải đi sớm. Xa lắm cả nhà ơi. Lên đây thì phải đậu xe. Nên là mình phải trả tiền đậu xe ngay chỗ này đây. Cái này cũng dễ, $5 là mình đậu được. Bây giờ là đậu được tính ra 2 tiếng đồng hồ là $5. Ấy trong này ra cái mình bỏ lên cái xe mình là được rồi. Mình lên như thế này nè, giờ đó, mình bỏ lên cái xe. Có cái thẻ đó mình bỏ lên xe thì hả? Mẹ đứng qua đây. Chắc có lẽ mình đi vô cái tòa nhà này. Đây, ok. Đây, nhà này nè, vô đây nè. Ừ. Cái này ngoài. Để coi coi sau rồi chút nữa review để nói cho cả nhà mình nghe. Bên đây là giấy tờ là đầy đủ hết trơn rồi. Khổ nhanh dữ ha. Ngọc với mẹ đang vô tới đây rồi. Rồi bây giờ Ngọc đang chờ thêm giấy tờ và đẩy vô thì người ta có một cái bàn để cho mình ngồi. Người ta có nguyên một cái list luôn từ số 1 đến số 12 là mình phải sắp xếp giấy tờ của mình theo cái đúng cái trình tự mà người ta cần. Xong rồi Ngọc cũng còn thiếu. Thứ nhất á, là Ngọc thiếu cái tấm hình ba bố mẹ chụp, nhưng mà người ta nói không, ở trong đây tôi có chụp hình luôn. Cái thứ hai Ngọc thiếu á, là Ngọc không có copy ra cái tờ giấy mà cái thẻ xanh của mẹ Ngọc á, người ta nói không, ở đây người ta có giấy copy, người ta cũng thể có làm cái đó. Còn cái thứ ba là người ta cần Ngọc cần cái tờ giấy mà có tên của mẹ Ngọc là ở chung với Ngọc, nên là người ta nói Ngọc là ngồi xuống, người ta đưa cho Ngọc một cái máy tính, cái Ngọc ghi cái tờ giấy là tôi tên là vậy, tôi xác nhận là tôi là cái người mà mẹ tôi đang ở chung với tôi tại cái số nhà đó từ cái ngày đó tới ngày đó. Cần con hả mẹ? Cần con hả? Rồi mẹ Ngọc bị trượt visa. Ngọc nói giỡn thôi chứ chưa đem chưa đầy đủ giấy tờ, nên là về phải bổ sung thêm giấy tờ. Rồi giấy tờ nó cũng nó không có gì khó, đối với con là nó không khó, nhưng mà nó dằn lằn dằn chứ không có gì hết trơn. Có cái mình chưa có hiểu nên mình chưa có đầy đủ hồ sơ. Chưa đầy đủ hồ sơ thôi chứ không có gì hết trơn. Phải bổ sung thêm 1-2 cái nhỏ nhỏ nữa. Dạ. Chứ còn gì đó là này đủ rồi, chỉ còn 2 món nữa thôi được ạ. Không, mà mấy anh chị đó rất là dễ thương. Đúng rồi. Chị rất chị là tận tình đàng hoàng. Nói chuyện rất là đàng hoàng mà chị tận tình. Rồi anh hỏi con có cần ghi, ảnh ghi cho con cái tờ giấy để cần gì không? Nó thôi khỏi, con nhớ là gì rồi. Vậy mà anh cũng gác anh ghi xuống. Anh đi đấy để anh ghi chứ còn lỡ về nhà quên cái lên xuống mất công. À. Anh nói cứ kiếm hết giấy tờ đi rồi cái cứ lên lại là đủ à. Mà thiếu là thứ một cái tờ giấy á, là thứ nhất á, là phải tại vì mẹ Ngọc á, chị Linh chỉ kêu đi sân bay Đức, nhưng mà đâu đâu bảy chị Linh chỉ kêu đi thân vào sân bay Thụy Sĩ, rồi cái từ Thụy Sĩ mới đi xe 45 phút qua Đức của chị, thì người ta phải từ người ta thấy cái vé máy bay vậy, người ta mới nói là phải về ghi một cái tờ giấy là Ngọc ghi giùm mẹ, người ta nói vậy đó, là từ Thụy Sĩ sẽ qua Đức bằng cái phương tiện nào, có thể ghi là tôi tính là tôi sẽ đi bằng tàu lửa, hoặc là tôi tính là tôi sẽ đi bằng taxi, chỉ cần ghi vậy thôi đó. Rồi từ bên Đức thì tôi tính là tôi sẽ đi qua bên Pháp bằng phương tiện nào, rồi tôi tính tôi về lại Đức bằng phương tiện nào, rồi vậy thôi, là cần một cái tờ giấy đó từ Ngọc. Rồi cái thứ hai là cái thư mời của chị Linh là tôi là tên gì đó,
xong rồi tôi mời cái tên mẹ Ngọc là tới Đức chơi ngày mấy rồi phải cho người ta biết là cái địa chỉ mà mẹ Ngọc ở nhà chị Linh sẽ là cái địa chỉ gì, rồi chị Linh phải copy cái giống như chứng minh nhân dân của chị Linh mà có cái địa chỉ nhà của chị Linh trong đó nó trùng hợp với cái địa chỉ nhà mà chị Linh chỉ mời mẹ Ngọc ở để cho người ta nghĩ là mình đừng có trốn lại ở bên Đức. Giống như là người ta muốn biết mình đi từ đoạn đường nào đến đoạn đường nào, yeah, ở địa chỉ nào chính xác. Giờ nắng quá ha. Đi chạy xe, thường chạy xe là cái tay bên đây đen này. Đúng rồi. Vì do đấy các bạn. Rồi xong rồi á, rồi xong rồi cái người ta cần nhiều cái giấy tờ từ Ngọc, tại vì Ngọc là người bà sponsor cho mẹ đi á, nên là người ta cần là cái giấy mà tax return, là cái giấy mà 3 năm vừa rồi con đóng thuế bao nhiêu á, để người ta coi cái thu nhập của mình là đóng thuế bao nhiêu mẹ. Rồi cái chỉ vậy thôi là đủ rồi đó. Đi quên email qua hết cho người ta rồi. Nhưng mà còn sót một năm. Nên người con nói là bây giờ chờ chút tôi email qua được hay không. Tại vì cái tờ đó là cái người mà khai thuế của con người ta đang giữ. Thì gọi điện thoại cho ổng với email cho ổng thì thường thường cũng bận, cũng lâu quá, có ấy đâu lắm. Nên là thôi để về rồi cái in ra luôn. In ra luôn rồi mai mốt rồi cái chắc con nghĩ 2-3 bữa này là mình lên tới nơi giờ đó. Họ cũng cần cái mình đóng thuế hàng năm đó. Đúng, lại coi cái thu nhập của mình bao nhiêu để đi vô vậy đó. Để mà lãnh cho mẹ. Đó, tài chính là vậy đó. Cái bấy đó in ra mấy hồi rồi thôi, con nói thôi lỡ rồi để bữa đó để 2-3 bữa nữa tôi lên tôi in ra tôi đưa luôn, với lại thêm kèm theo 2 tờ giấy rồi vậy thôi là 2 giờ hai mẹ con đi về. không có ngán cái gì, chạy lên xe lên đây 1 tiếng đồng hồ rồi kẹt xe mệt quá đi chứ không gì hết trơn á, đúng rồi xa cả tiếng đồng hồ luôn á. Mà mấy anh chị đó thì quá dễ thương. Quá là dễ thương luôn. Ủa mình vừa lên xe cái tự nhiên chưa, nãy giờ con đặt xe nhưng mà cũng còn dư 1 tiếng đồng hồ trong cái xe này đâu ngoại. Uống miếng nước coi sắp ra ngoài. lên xe lúc nào cũng quên, giờ đi là cỡ 54 phút nữa mới về tới nhà nè. Để nhắc không à. Không nhận dễ thương ghê luôn á, chỉ mình đồ quá trời tận tình, không có làm cho mình bị áp lực gì hết á, không bị áp lực gì hết trơn. Kêu my fan không. Khu này cũng đẹp chứ ngoại hả? Khu này đẹp nè. Mà ngoại thấy cái lãnh sự quán cái người ta công mướn một cái căn phòng chút xíu ngoại ha. Xong rồi vô đó có cái hình á, hình của mẹ thôi để hình 3-4. Rồi sẵn mình về rồi mình đi chụp hình luôn ha, mình vô đó chụp ngoại hả? Nó đó chụp tùy mình vô đó mình chụp luôn. Đó vô chụp đi chụp luôn cho khỏe ha. Chứ để mình về nhà mình phải đi kiếm chỗ mình chụp. Không, ở ngoài qua riêng nữa, ngoài ra chụp cái có liền à. Nhưng mà thôi để lên đó chụp luôn đi cho khỏe. Rồi con về để con in, con copy ra cái thẻ xanh của mẹ, copy ra tờ giấy tại nãy quên. Rồi lần sau lên là con nghĩ là đầy đủ rồi, khỏe rồi đó. Con lần đầu lúc nào cũng vậy hết trơn á, lúc nào cũng thiếu giấy tờ này giấy tờ kia phải đi tới lần thứ hai. Nhưng mà không biết làm sao nha. Cái form mà họ đưa cho mình những điều mình cần á ở trên mạng á, nó không đầy đủ như là cái tờ mà ngay chỗ đó nha. Đúng rồi. Chứ hôm qua là mình ngồi mình coi cái form đó là mình thấy mình đem đầy đủ lắm rồi đó. Nhưng mà lên nó cũng bị nảy kia nọ. Lên đó thì ta phải cần mày thấy không? Nhiều hồ sơ hơn nữa. Sao mà mình biết được là mình phải ghi cái tờ giấy là tôi phải đi qua từ Thụy Sĩ, tôi đi qua bên Đức bằng tôi dự tính là đi bằng taxi. Người ta chỉ ghi là mày dự tính thôi chứ mày khỏi có cần mà đưa cho coi giấy gì hết trơn á. Ví dụ như tôi dự tính là tôi sẽ đi bằng tàu lửa, rồi từ Đức tôi sẽ dự tính đi qua Pháp bằng máy bay hoặc là đi tàu lửa gì, cứ ghi vậy đó. Trời ơi, cần chi tiết ghê. Cái tên vậy thôi. Chi tiết ghê, muốn biết mình đi từ đâu đến đâu, mình đi bằng phương tiện gì. Tại vì cái visa mà mẹ Ngọc xin á, cái visa đó gọi là cái visa của nguyên một cái khối châu Âu luôn. Mặc dù mình ấy ở Đức á, ngay ở chỗ Đức á, nhưng mà mình là cái xin visa là visa châu Âu, nên là từ cái visa đó mình có mẹ có thể đi nước này nước kia nọ á. Dễ thương, anh thấy dễ thương thì chứ. Như hồi xưa mẹ đi châu Âu á, thì cũng đòi nhiều hồ sơ lắm, nhưng cũng phải cho mình đi phỏng vấn đó nghe Ngọc. Phỏng vấn thì cũng hỏi để biết chính xác là tự mình khai là mình sanh năm mấy, ngày mấy, tháng mấy, rồi họ tên gì á, để mình nói có đúng ở trong cái hồ sơ của mình hay không thôi. Nhưng mà cũng phải kêu mình phỏng vấn, nhưng vô đó mình cũng hơi áp lực một chút xíu.
Nhưng mà mẹ vô đây là mẹ không áp lực rồi phải không? Đúng rồi. Không có gì áp lực hết trơn. Với lại là tất cả có con hết nên mẹ yên tâm. Chứ hồi xưa hả, vô là tự mình phải phỏng vấn, mình trả lời. Nó đơn giản nhưng mà lúc mình mới vô mình chưa có biết là họ hỏi mình cái gì nên cũng làm cho mình hơi áp lực một chút xíu. Nhưng mà hồi đó mẹ ở bên đó ha, là phải cần chứng minh tài chính nè, rồi sổ tiết kiệm của ba mẹ là phải có bao nhiêu tiền mặt ở trong cái sổ tiết kiệm, rồi giám đốc ngân hàng chứng, xong rồi là phải nhà của mình, rồi phải lên phòng công chứng của gì ở chỗ mình ở á, để cho người ta chứng nhận đó là nhà của mình đó, chứ không phải là nhà thuê nhà mướn đó. Rồi mới đem mấy cái đó đem đi nộp cho ở bên cái chỗ mà người ta làm hồ sơ cho mình. Rồi người ta hẹn mình á, là để đi phỏng vấn. Anh ơi hả, từ ơi, từ giờ tới tháng 10 cũng còn thời gian nhiều nên là không có gì gấp gáp hết trơn á. Nên là take time, làm từ từ cũng được. Mà nãy con mới gọi chị Linh, Ngọc nói là anh cần giấy vậy cho chị, nói là để chút nữa chị về chị ấy rồi chị email qua cho Ngọc, cái còn Ngọc in ra cái Ngọc đem lên thôi. Bởi mẹ thấy ở Mỹ không? Con là người bảo trợ cái tài chính cho mẹ đi. Nhưng mà người ta không có cần con là cho người ta coi có mấy căn nhà, có mấy cái xe gì hết. Người ta chỉ cần coi á, là trong vòng mấy năm vừa qua con mỗi năm con đã khai thuế bao nhiêu tiền. Thì cái đó nó mới là quan trọng. Ví dụ như mình khai mình cái thu nhập của mình bao nhiêu đây, mình khai thuế bao nhiêu đây, thì người ta nhìn là người ta biết là cái thu nhập mình bao nhiêu. Là người ta mới xác định từ đó. Chứ người mẹ nãy mẹ nói đó là cần đi ra công chứng cái nhà đồ của mình rồi này kia. Mà mẹ thấy bên đây không có. Thí dụ bên đây con muốn mua một cái căn nhà nào đó, con cũng phải trước khi mượn tiền ngân hàng thì ngân hàng nó sẽ phải coi là mấy năm về trước là cái income thu nhập của mình bao nhiêu, mình đã khai thuế cho bao nhiêu, để người ta mới vững tâm để mình ta cho mình mượn một cái số tiền để coi mình có khả năng để trả hay không. Cái thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ rất là quan trọng để mình có thể là mua cái này mua cái kia, đi đâu cũng vậy được hết trơn á. Để mình mua những cái tài sản tiếp theo của mình vậy đó. Chứ còn mà mình đóng thuế ít thì có nghĩa là cái thu nhập của mình ít. Thì là khó có thể mượn tiền ngân hàng mà để mua bất cứ cái gì lắm. Rất là khó. Về tới rồi cái đi ngang nhà cái hai mẹ con mình ghé chợ để mua đồ ăn cho ngày hôm nay. Hôm nay là sẵn có mấy bịch măng khô mà mẹ đem ở Việt Nam về á. Cái giờ ghé mua gà để mẹ về mẹ làm gà nấu măng. Trước thì mình làm luộc gà để mình cúng thí ra nhà. Tại vì trong cái tháng 7 này á, là mình cũng nghe người lớn nói, ông bà nói là ngày nào cúng thí cũng được tại tháng 7. Nên á, mình mua gà về luộc cúng thí. Sau nữa á, là mình sẽ làm miếng măng gà. Rồi có thêm mấy cái cái trứng non nữa. Trứng non nữa nên là ăn chung luôn chứ lâu nhà mình ít bao giờ ăn miếng gà lắm. Không nói làm gì buộc hết nguyên đội xe. Chợ này cũng gần nhà nên đi chợ này. Chính xác, đi mua ở. Mẹ ở nhà còn tỏi không mẹ? Còn tỏi chưa đổ. Ớt đằng kia ngoài, ớt đằng kia kìa. Nhà hết ớt từ bữa nay á. Đây, hỏi ớt liền. Mẹ lấy ớt nào đây mẹ? Ớt đỏ hay ớt xanh đây? Ớt nào cũng chín hết trơn rồi. Ồ, mà chín mặn héo luôn rồi. Nhìn cũng không có ngon. Này ăn nó đỡ thôi chứ còn muôn lần nhiêu đây ớt. Ớt xanh này rồi từ từ là cái này chắc ớt xanh rồi từ từ nó có đỏ không ta? Không biết mua nào luôn á. Thôi nó lấy này đại đi hả? Ăn được nhiêu ăn. Mua mít cho em chay chay của mẹ mời ăn nè. Mùa này là có táo tàu rồi nè. Mua táo tàu về ăn. Mẹ Ngọc chứ cũng ít bao giờ ăn cái táo này. Mua về cho mẹ ăn thử. Chôm chôm thì dạo này là em bé là không thích ăn chôm chôm nữa, bà cô chú kêu gỡ ra ăn không ăn. Tại vì ăn cái vỏ của chôm chôm nó dính vô ở trong cái ấy, nó cứng không chịu ăn. Rồi cái không ăn luôn. Được đời không? Lê hả? Mua một kiwi về ăn đi. Kiwi này cũng gần chín rồi nha, về phải ăn liền. Vào ra để mình ăn chung. Giá với đồng muốn. Giá là để mua được rau lan. Thù rau lan hả ngoại?
ngon. Táo tàu ở ngoài ngọt lắm á. Ngon lắm. Đó là chứ còn kali nhập qua quá chứ còn. Trứng gà, trứng đồ cũng có hết rồi. Ô này mận nè. Rồi mận hư rồi. Wow, ở đây bán bơ này mắc nè. Một trái tới gần 2 đô cho một trái 50 ngàn trái bơ mà nó bị héo hết trơn luôn rồi. Có mua hành tỏi bắp chuối không? Mua gì nữa không? Mua hành... cái miếng đó. Ủa cái miếng đâu ăn với rau muống đâu ngoại? Miếng cũng nhớ ăn với giá thôi à. Cái ăn với măng là chủ yếu. Miếng đâu ăn rau muống đâu. Mua củ cải chị ngoại nấu nước hả? Ủa sao cái tủ này sao bị gì rồi? Không còn miếng thịt luôn, không còn con gà rồi đây. Tính ghé đây mua gà là chủ yếu á. Chứ còn mà bây giờ đi chỗ khác mua gà là nó bị đông đá là mình phải chờ lâu lắm. Thôi, ủa giờ hỏi mọi người. Hỏi mấy chị trong này. Sao cái tủ bị hư hả? Ô. Ủa. Không ăn nào có thịt hết trơn. Hay là ngày nay không có thịt hay là ôi ơi không có gì hết luôn. Gần đây cá đồ này kia cũng không có nhiều luôn. Không còn gì hết. Còn mấy con để đây thôi à. Mà cũng ủa là sao ta? Hola niña. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Rồi ai nữa? Ai nữa? Ai nữa? Khoan thông báo. Quay mặt lại. Nhìn ai nữa? Cô ngoại. Cô ngoại con đi học. Giỏi mẹ ơi. Hôm nay học sao? Tất cả mọi người nó mở. Gì tất cả mọi người nó mở mở gì? Mở cái play room. Là sao không sao không hiểu? Cái gì vậy? Ông ngoại, ông ngoại mở giùm cháu đi ông ngoại. Thôi bữa nay là mình học tiếng Tây Ban Nha là sao? Mommy, I learned baba is a potato. Oh, baba là potato hả? Còn mama là gì? Mama là mẹ. Còn baba là potato hả? Trời hay vậy ta. Ừ, là cái gì ta? À, boquito español. Có, cái đó. Quanto niño tienes? Là how many kids you have? Không, mà rồi cô có chỉ con là cái chữ ni nhà ni nhồ không? Có chữ con ni nhà ni nhồ không? Có chữ ni nhà ni nhồ không? Hồi tối mẹ dạy á. Khi mà mẹ nghe cô đàn đó gần chay nó đứng đó hả mẹ nhớ gì mẹ? Mẹ nhớ chứ nãy giờ mẹ cũng nhớ hồi xưa con cũng ham học một nhạc vậy đó. Cái lạ hả một tuần hai lần mẹ cũng chở con đi qua bên cô học ha. Qua cô để học đó. Ờ cũng vui đó. Rồi bây giờ tới con. Theo con nhanh ghê, ngày xưa lúc mà mẹ chở con đi học vậy con chỉ mới có 18, 19 tuổi thôi. Mà cô chú anh chị biết rồi, 18, 19 tuổi thì nó còn nhỏ, còn tuổi còn nhỏ dữ lắm. Chưa có suy nghĩ được cái gì nhiều và chưa có biết được cái tương lai của mình sao. Không ai biết trước được tương lai của mình, nó chỉ muốn học là học thôi chứ con chưa biết là học đó để là để sau này cái mình nhìn xa làm sao đâu chưa. Nhưng mà là thích hát vậy thôi, Ngọc thích hát vậy thôi chứ còn cái niềm đam mê Ngọc không có đủ lớn để Ngọc có thể thực hiện giấc mơ. Nhưng mà cuối cùng thì cái cuộc đời mà cái gì nó cũng đẩy đưa mình hết trơn, không phải là mình thích cái đó là mình sẽ được làm cái đó. Với lại Ngọc cho chay học như thế này nè, học piano, học hát,
rồi những cái mà chơi học chỉ là như học như vậy thôi, chứ không có định hướng là sau này là con phải lớn lên con làm ca sĩ cho mẹ, không có. Học cho biết, rồi ví dụ như mình có điều kiện để mình giúp đỡ cho con mình, nó học được cái gì nấy, được cái gì thì mình ấy thôi. Chứ còn sau này lớn lên thì chay muốn học gì học, rồi cái số phận đẩy đưa tới đâu tới, chứ còn không bao giờ ai có thể dám chắc được cái tương lai của mình hết trơn á. Mà ngày xưa là, bây giờ là Ngọc 30 tuổi, ngày xưa là Ngọc học ở đó lúc mà Ngọc 18, 19 tuổi là cách đó 11 năm. Không mà cô, không mà hồi nãy á, thường thường á, là Ngọc không có lên để ngồi ngay chỗ cô dạy gì đâu. Chỉ tại vì hôm nay là do cái ngày đầu tiên Ngọc cũng mới gặp cô, nên Ngọc cũng muốn cô coi cô thử dạy như thế nào, cô được hay không đó mẹ. Nhiều lúc mình không có biết được hay không để mình coi, rồi không được thì mình đổi cô khác, còn được thì mình tiếp tục học tiếp theo, giống có gì hết trơn. Thì là một tuần dạy học 2 ngày đó, thứ hai với thứ tư, cũng tuần 2 một ngàn tiếng đồng hồ. Ngọc thấy cái mà cô giáo về nhà này rất là tiện lợi luôn. Là thứ nhất là tiết kiệm được thời gian mình chở đi chở lui nè, nhiều lúc đi có khi nửa tiếng đồng hồ, mà nhiều lúc có khi chỗ mình thích tới khi cả tiếng đồng hồ nữa, đi về 2-3 tiếng, mà chay đi học về đâu có thời gian đâu. Rồi cô giáo tới nhà nha, rất là tiện, cô giáo tự chạy tới nhà mình rồi chay nó ở đây luôn. Rồi cái cô đàn bằng cái đàn piano nhà mình, học cái đàn bằng đàn nhà mình, học luyện thanh cũng tại nhà, nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Mặc dù cái chi phí học ở nhà thì nó cao hơn là chi phí học ở ngoài. Với lại á, nhiều lúc học đi ra ngoài học á, nó nhiều lúc có những lớp là sẽ có nhiều bạn, còn lớp này thì ở nhà cô chỉ có tập trung vô một mình con của mình thôi, thì nó cũng tiết kiệm thời gian, mà Ngọc thấy nó có hiệu quả hơn. Nên là Ngọc rất là vui khi mà cái trường mà có cái cô mà dạy piano cũng có cái cô dạy này luôn, chung xong một cái hệ thống luôn. Nên là cái trường đó giới thiệu cho Ngọc, khi mà Ngọc hỏi là chú đó giới thiệu cho Ngọc cái cô này liền. Thấy con mình nó ngồi nó học mà mình cảm thấy mình vui. Rồi để sau này đây cho chay ra cái bài hát thứ hai á, qua nói chung là cũng có trường lớp rồi đó. Cái bài hát đây sẽ như thế nào? Cô nó có thảm họa cho mẹ nó không? Xin chào cả nhà nha. Hôm nay là trong cái rằm tháng 7, thì nói chung quy đó, thường thường là cúng xe á, thì người ta cúng mùng 2 và mùng 6. Nhưng mà hôm nay trong cái ngày rằm tháng 7 thì mình cúng ngày nào cũng được hết. Hôm nay thì gia đình mình cũng có mua, cũng làm phong tục y như là mình bên Việt Nam vậy đó. Cũng có một con gà với đây là cháo miếng bà, miếng trái cây, bông hoa, rồi gạo muối, nước và rượu. Nói chung quy là nó thiếu giấy tiền vàng bạc đấy con, nhưng mà thôi đi, thôi khỏi chấp cũng được, nghe không ha. Nên cũng chồng Ngọc thì anh cũng không ăn cái miếng gà, mà sáng giờ anh cũng chưa ăn gì nên giờ anh đói bụng rồi, thì Ngọc nói thôi anh ăn trước để chứ khỏi chờ đợi anh chi mất công, đói bụng thì cứ ăn trước. Nên là anh đang ăn cái lasagna mà hôm bữa ở trong cái nhà hàng Ý á, với lại cái mì á. Ôi anh thích cái mì của Ngọc, nhưng mà daddy it tasted better leftover than when they first make it, because it's less like buttery, that's what I feel. Mì mà ở trong cái cục phô mai bự chà bá á, về nhà ăn lại ngon hơn nha. Nó đỡ đắng mà nó đỡ phô mai, nhưng mà khi mà mình hâm nó lại nó bị chảy dầu hết trơn. Nhưng mà nó đỡ lắm, nó đỡ cái dầu mỡ. Nó đỡ bị mấy cái quá dày của cái phô mai trong cái lúc mà mới làm á. Mấy cái trứng non nhìn ngon ghê không? Lâu con không ăn mấy trứng non này. Mẹ cũng nôn quá, cái mẹ đợi mà ngâm mà nước ấm á con. Cái nó bể bớt. Ủa bể ra ngoài. Bể bớt. Ủa chanh dây này mẹ làm cho con hả? Làm cho con ly chanh dây, mẹ uống nhị hoa.
Còn mấy cái đó mới ngon ha ngoại ha. Ừ, giòn lắm. Hồi đó mẹ không biết ăn, nhưng sau này biết ăn rồi. Ủa sao đó không biết ăn ngoại? Hồi nhỏ đó nên đâu có biết ăn cái này đâu. Cái thời gian mà bắt đổng trai á, đi làm trên trên công ty gà thấy có cái này nhiều lắm, cái bắt đổng trai đem về cho mình. Cái xào cải chua đó, từ đó tới xào đúng rồi, đúng rồi. Ăn luôn. Cái này mà xào cải chua là bá phát đó ngoài. Ừ. Rồi cô Bảy ơi, bán cho con một tô miếng để cho con nhiều trứng nha cô Bảy nha. Thịt gà mình phải xé nó mới ngon cả nhà, chứ còn chặt là xương nhìn nó không ngon. Rồi được ở ngoài, được rồi, để người ai ăn thêm gấp thêm cho ngoài người nhiều quá. Ừ. À, được cái bỏ này của con phải không cô Bảy? Đó, có thể thêm vô cái này nữa. Ồ, nhiều quá ngoài cô Bảy ơi. Được rồi. Trời ơi, vậy là đẹp rồi đó cô Bảy. Nhiều quá ăn cũng không mấy. Con thì con chỉ ăn thẹ thôi chứ con không ăn thành. Giờ cho nước sôi. Rồi, rồi nước chung nhìn ngon quá. Này chắc con bỏ, con bỏ này vô ha. Rồi con ăn không? Hả, con ăn măng, con là không ăn măng. Ba là không ăn nè, mẹ nè. Cái gì? Hả? Chưa? Con nè. Mẹ ăn măng. Để gấp măng bỏ vô. Cái tô này nhà mình cũng hơi nhỏ, chưa tìm mua được tô lớn. Ngon thì quên. Oh yeah. Quá ngon, ngon ha ngon ha. Ngon quá, yeah. Quá ngon. Quá ngon. Quá ngon. It looks very satisfying. Yeah. Somebody who likes. Rồi măng làm bảy trứng bảy thịt hết luôn rồi. Hay quá, thông minh quá. Hello. Hello. Xin chào tất cả mọi người nha. Rồi bây giờ mời cả nhà mình cùng ăn miếng gà chung với gia đình học ngày hôm nay nha. Rồi con mời ba mẹ ha. Rồi, miếng măng gà. Miếng măng gà. Quá ngon. Để bà lấy mấy cái ớt cái đã chứ. Quên. Nào đi. Măng quá lại giờ là nhiều, có nhiều trong nhà cả nhà. Chiến vừa rồi mình qua có quay video cả nhà thấy á. Măng rồi chị xui cho. Rồi có mấy cháu kia biếu tặng nữa. Nên hả Bảo cứ nói mẹ cứ mang đi hết đi, ở bên con á, có gì con mua dễ lắm. Cho nên mang qua bên đây để dành. À, lâu lâu mình muốn ăn cái là có cái mình lấy ra ngâm cái nấu thôi. Mẹ có làm nước mắm gừng chấm nữa nè. Ờ, nước mắm gừng. Xin mời cả nhà nha. Ừ. Cần phải nêm thêm vô không con? Cần nêm thêm. Để hả? Nước mắm nữa. Ừ. Đang lấy mấy miếng mắm. Đây nè, con trang nước mắm này có gừng vô nó ngon. À, không mắm à. Mời cả nhà. Ông bà cô chú ơi, cái hình này là con em bé hả? Em bé đâu? Trời ơi. Ừ. Bữa nay cháu ngoại nó học nhiều môn quá cả nhà ơi. Đi họ đi học quá, hôm nay là học thêm, là thường á thì học 3 giờ là về. Nhưng mà hôm nay có thêm tiết cho nên nó 4 giờ mới về. Về xong có cô giáo dạy âm nhạc lại dạy thêm nữa. Quá trời. Hôm nay cháu có thêm bài học. Chai nước mắm này nè, chai nước mắm này nè. Nghe hả? Này là chai nước mắm của Hàn Quốc. Ờ, mẹ thấy hoài mà. Mẹ thử ăn thử coi nước mắm cho con mượn cái chai chén này ra cả nhà. Có lý. Con thử nước mắm Hàn Quốc coi làm sao. Con thôi có ăn hoài rồi nhưng mà từ khi mẹ qua thì mua nước mắm Việt Nam cho mẹ dễ. Thử ăn nước mắm Hàn Quốc coi chấm thử miếng coi sao. Rồi. Đó, mà chấm được cái rồi. Để ra đi, để con chấm nữa. Nay nhà có rau thơm ăn. Có lá quế, có rau húng cây. Mỗi cây được vài đọt. Nhưng mà cũng có ăn. Chứ mấy ngày đầu tháng mình mới qua cả nhà. Nấu miếng canh chua, không có miếng rau gì để nêm. Bữa nay có rồi. Để rau vô anh công. Để rau vô cái nó đặc. Ngon thế không? Không có đậm đà mình không? Không đậm đà. Không đậm đà mình phải không? Đúng rồi. Không đậm đà Việt Nam. Hả? Ừ. Bởi đi Pháp nhớ nè. Đi Pháp thì Đức nhớ là phải mang theo mắm hoặc nước tương. Thì mình đi du lịch mấy nước á, trời ơi,
không có nước mắm nước tương gì hết trơn. Cái, đó là ba chứ còn. Cái anh hướng dẫn viên ha, mang theo hả bà ha, mang theo cho mình. Thì đã mắc cười quá đi, chuyến đi gì hả, người nào người nấy, người nào người nấy cũng hai ba cái vali cả nhà. Mà hả, đa số là mì gói. Mấy chị có mấy chị mấy anh nói sợ đi qua ăn đồ nước ngoài không có hợp nên theo mì gói đi dành ăn xi cua. Với lại có nhầm mình mà đi vô nhà hàng món nào ăn không được thì mình lấy mì gói của mình ăn. Nên cái anh hướng dẫn viên là anh đem được nước mắm nước tương nè, anh đem được ớt nữa hả anh con. Quá trời vui luôn. Đúng rồi. Chút nữa làm miếng là cho chai ăn thêm tuần ha. Ừ. Miếng mình đang ăn là miếng của Hàn Quốc các bạn. Ừ. Miếng của Hàn Quốc ngon. Nó ăn lẩu manh qua. Mẹ với chị ăn lúc nào cũng kêu thêm cái miếng này nè. Không biết lẩu manh qua phải miếng Hàn Quốc không nha. Hả? Không biết lẩu đó có phải của Hàn Quốc không? À, cái miếng đó đó. Nó ăn của Hàn Quốc. Lẩu manh qua đâu phải của Hàn Quốc đâu mẹ. Vô tiệm phải không? Vô tiệm. Tưởng cái đó là lẩu cua Đài Loan chứ. Ủa, của ai không biết nữa nha. Nói vậy chứ không biết của ai luôn, cả nhà xin lỗi nha. Nhưng mà mình nghĩ là cái cọng miếng bự lắm mà ngon. Không, có khi Trung Quốc người ta cũng làm cái cọng miếng bự vậy mà. Lẩu mà những cái đó không phải của Hàn Quốc đâu à. Mỗi nước, mỗi vùng miền người ta có một cái vị ăn nó khác nhau. Như Việt Nam mình có phở. Phở, mì quảng, bún bò, đủ loại. Đi vô ăn cái nướng Hàn Quốc á, mà mình ăn buffet á thì cũng mình cũng được order cái phần mà lẩu miếng nữa. Cái trứng ngon quá. Cái trứng này á, ăn đỡ ngán hơn là cái đồng đỏ trứng gà. Mỗi trứng gà ăn bột á. Còn hai hộp lòng không mẹ? Bữa nào chế tỏi? Một hộp thôi con. Không có hộp không? Tại vì mẹ làm hôm nay hết hai hộp rồi. Có hai hộp bạn thấy ít vậy hả? Mày tưởng ăn không mắm mày nè. Lấy thịt đó, chấm nữa rồi. Cái sau hồi nãy mẹ nêm nước lại nó vừa. Cho miếng vô thì hơi lạ. Đúng ha rồi. Nên mình thêm nước mắm vô. Đây thường có cái à, cô giáo nào vô dạy môn gì cũng hợp tác theo. Cô nói là nghe lời, cô nói là lời thường mà đó quá chừng. Mà mẹ nói là không hợp tác. Kêu làm là không làm. Nhiều lúc nó sợ người ngoài hơn. Đúng rồi. Giống như mấy đứa nhỏ mà đút ăn á, mình đút ăn đâu được đâu. Nhưng mà kêu gọi đi qua kêu bà Tám rồi. Kêu bà Tám đút ăn à. Là bắt đầu là ăn. Là Tám mà nhìn cái là ăn liền. Với nít tiêu hộ lắm. Ở nhà không chịu ăn, đi ăn chực thì thích. Đi ăn chực. Đi tới nhà ai thấy ai ăn thèm. Ở nhà hả đồ ăn ba mẹ cho ăn lại không muốn ăn. Ở nhà người ta ăn mắm khô quẹt cũng thèm nữa. Anh Công nhớ hồi đó mình ở với cô của ba anh Công. Cái cô Thủy mà ở ngoài Phan Rang vô ở trọ sắp mình đó anh Công. Nấu cái món này nè. Chồng cũ xe phải không? Không, cô Thủy chưa có gia đình con. Hồi đó con chưa lên. Là ngày nào cũng nấu cái món này. Ôi, mà bằng nấu bằng vịt. Bán đắt lắm. Cô là cũng giỏi ghê ha. Mình cũng giỏi ghê. Cô nấu bán hả? Trời, cô bán mày bao nhiêu ngày nào cũng nấu con này. Con tưởng ngày nào cũng ăn món này. Ngày nào cũng nấu bán ở ngoài của ba. Ngoài cô của ba á. Con nó sao đèn với cô có chồng gì ở quận 12 hay đâu á. Không phải rồi con. Nghe nó có chồng ở Bình Tân. Bình Tân hả? Hai mẹ con hả?
chăm nom mẹ cũng dễ thương. Ừ. Lo cho mẹ. Rồi bán vô hai mẹ con. Hiền ha. Ừ. Đúng rồi, em nhớ ha, em nhớ ghê chứ, đúng rồi. Ở Bình Tuy Phan Thiết. Ngon ghê. Trang vô nước mắm này nè con, có gừng cũng ngon. Chấm thịt, chấm thịt, chấm thịt, thịt chấm nước mắm là bá phát. Con còn đây nè. Ừ. Ăn cá đùi, ngập cá đùi ra. Ừ, từ, ừ, bắt trời. Con mẹ không nấu nè mẹ. Thế lỡ nè. Thì là quá non à. Tôi bỏ quá trời thịt luôn. Bà biết mẹ rồi. Gà mà ăn không hết luôn. Ớn. Gà bữa nay hơi nhỏ mẹ ha. Hơi nhỏ. Hơi nhỏ thì nhà mình ăn dừa. Wow, có hết nước luôn nè cả nhà. Tuyệt vời. Giấy tờ của mẹ thì chị Linh đồ này kia cũng in qua, cũng đồ xong hết trơn rồi. Thì hồi nãy cũng lên đặt hẹn rồi. Yeah. Thứ hai tuần sau là mình lên lại. Hàng hào lên nữa hả? Dạ, yeah, là bắt đầu là lên lại rồi, cái coi sao. Trong cái văn phòng đó anh Công có hai người. Hai người làm việc hả? Mà còn một cô á thì chắc khoảng lớn hơn con chút xíu ha. Mà cũng nhẹ nhàng dễ thương. Mình không biết cái gì á, là hai cái cô chú đó hướng dẫn là không có làm cho mình sợ, mình áp lực gì. Chỗ cũng nhỏ lắm ba. Dạy cái ghế, để dạy ghế rồi vậy đó, nhỏ. Cũng nhưng mà ở trong phòng kia thì cũng khoảng vài người lại làm gì đó mẹ. Chứ không chỉ có hai cô đó, hai cô đó, hai cái cho anh với chị đây chỉ ngồi ngoài để mặc giống như mặt đại diện thôi đó. Rồi có đem hồ sơ vô trong kia. Rồi mới ngồi để cho từ từ hạ hồi để coi bác xét duyệt. Có thể cấp được visa cho người này hay không. Nhưng mà ai tới thì cũng phải đặt hẹn trước chứ không phải muốn vô. Rồi cả nhà ơi, video clip của nguyên một cái ngày hôm nay gia đình làm cái gì từ đầu tới sáng tới giờ là Ngọc quay cho cả nhà mình cùng xem. Nội mà đi chợ với lại đi lãnh sự quán Đức của Gia với mẹ là hết ngày hết giờ luôn á. Dạ, có cái dịp vậy mới được vô lãnh sự quán của Đức cho biết. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai nha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà.